Anh xin chào ông bà, cô chú, anh chị, bạn. Thì hôm trước thì được gia đình bác gái ăn ngô ở Mỹ cùng với anh Lê Vĩnh Nguyên ở Mỹ hỗ trợ sửa lại nhà dưới cất thêm nhà nấu ăn, nhà vệ sinh cho em Giang. Thì hôm nay cắt tá nhật liệu thì Hạnh kêu lại cũng đầy đủ rồi. Giờ thì mấy anh thợ bắt đầu tiến hành làm nhà cho em Giang. Giờ Hạnh mời ông bà, cô chú, anh chị, bạn cùng Hạnh vào trong xem mấy anh thợ làm lại nhà mới cho em Giang. Đây, cắt tá thì người ta đem tới đây nè. Mình phải đi qua đường ngập hết trơn luôn rồi kìa. Rồi chào con. Gà đón cô hả vậy? Sáng cơm chưa? Rồi ha. Bị ngập nước nên đóng cái cây chuối là làm cái đường đi nè. Sáng này lạnh quá à, gió bắt tới rồi. Rồi. Chào Cường, chào anh Phương, cứ gì? Chào Giang. Chào. Cười đó. Bữa nay thời tiết mát quá ha. Mát. Giang lúc trước cấp thì chưa được tô cái tường. Bây giờ thì Hạnh sẽ sửa chữa trước là tô tường rồi xong rồi mình mới lợp cái nóc lại. Lợp nóc rồi hoàn thiện để mình lót gạch nền nhà. Làm bữa nay mát luôn rồi trong nhà luôn. Rồi em Giang cũng làm phụ với mấy anh thợ nè. Rồi lúc trước thì em Giang ở trên Bình Dương cũng làm phụ hồ. Giờ là đúng rồi luôn rồi ha. Vậy là sửa sang cái nhà của mình ăn Tết luôn. Khi nào mà cái nhà em Giang lót gạch xong thì Hạnh sẽ ngăn ngang ở đây. Ngăn ngang cái phòng chỗ này nè. Mình làm vách buồng, làm trong đây trong một phòng. Rồi mở cửa ra đường sau làm nhà nấu ăn với nhà vệ sinh luôn. Mấy cái tôn này dừng ở bên hông nè, nó bị lủng lỗ thì Hạnh sẽ làm lại hết luôn. Mình cho ngôi nhà nó kín đáo lại. Còn cái tôn trên đây thì nữa mình dỡ ra, cái nào mình xài được thì mình sẽ xài cho đỡ chi phí. Này không có phụ được gì hết trơn này. Còn kia nữa chưa xong. Vậy qua tô bên đây hả? Ở tô xong dưới đây luôn. Ngồi em nha. Nếu mở cửa sổ rồi sao là nó mát lại. Thường thường cấp 48 là không có làm thấy gì nữa. Chật quá. Chị này Phương sửa nhà lãnh bao nhiêu ngày? Ừ.
Người mỏi tay ha. Rồi. Làm gì bữa nay anh gọi được. Thôi anh tôi tiếp cho. Nhà ông Giang thì ra cửa lại nè. Ở đây mở ra cái cửa chỗ này rồi mình ra chỗ nhà nấu ăn. Rồi phía sau phòng ngủ mở phía sau một cửa nữa. Rồi cửa sổ của em thì nhỏ quá thì Hạnh sẽ làm mở nó rộng ra một chút cho nó thoáng á. Rồi hơn phân nửa rồi đó, ủa gần phân nửa chặng đường rồi đó. Bây giờ một người người chát bên một người làm cho lá. Được chưa? Vừa luôn rồi hả? Không gài ngủ trong đây chắc hầm lắm hả? Nè mở cửa này ra nhìn nó thoáng liền thấy không? Gió vô vù vù rồi nè. Mấy đứa nhỏ đi đâu hết rồi? Thì ở ké rồi hả? Ké vài bữa đi rồi mình có nhà mới rồi mình về. Chứ bé nhỏ không mà vô đây đâu được đâu. Nè mình hốt ra ngoài. Ôi, Cường khóa nhà rồi kìa, sao chủ nhà không ai la hết trơn vậy hả? Phải thường ngày mà lại vậy là biết rồi đó nghe. Ngày mà lại làm như là hiểu rồi. Nhà tôi mà anh vô làm gì vậy? Cái nền này nó bị bể trơn rồi nè, lúng rồi. Ngày xưa mà được cái nền lót gạch tàu rồi nè, mừng lắm rồi nè. Ngày xưa có gạch nữa là mừng lắm rồi á. Chứ là cát ở trình không. Nhà mình sửa chữa là ngán nhất là cho cửa sổ á. Cửa sổ cái mình cắt ra cái mình phải làm tới cái bằng này. Nhanh ha. Đang nhận bò. Đang mình sửa bộ có con bò. Ai có con bò? Tôi. Dạ kể. Bộ nuôi bò hả? Người ta tặng bò không Phương? Nuôi bò. Ý là người ta tặng hay gì? Mẹ bà mới tặng nuôi bò. Giờ khẽ. Nhanh ha, có gian làm nhanh ha. Tiếp hụ á. Rồi bữa nay là xong, tôi xong hết rồi nè. Được
nhà của em Giang thì hôm nay thì anh Phương nè, thì ảnh với Giang á tô tường cũng gần xong rồi, thì hôm nay làm cho xong cái tường rồi, ngày mai mình sẽ ghém cái nền lót rồi, cửa sổ thì cũng cắt xong hết rồi. Đây. Rồi bên chỗ cửa sổ bên đây thì mình sẽ xây lại, tại vì mình mở cửa ở đây rồi để mình mở cửa sổ ngoài nấu ăn cho nó mát á, chỗ này thì mình xây lại. Đây, cửa này mình cũng cắt rộng ra luôn. Thì nhà của anh Giang thì được gia đình bác An Ngô ở Mỹ với anh Lê Vĩnh Huyên hỗ trợ. Giờ Hạnh cũng xin phép ông bà cô chú khi bà Hạnh về, hẹn gặp lại sau. Xin chào. Rồi chào anh Phương nha, còn nhiều xô tô xíu nữa xong rồi. Rồi chào Giang luôn. Bữa đây làm là không biết mệt luôn nè, chủ nhà mừng quá.